Hello, xin chào mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại với channel Thiên Vũ Audio ha. Thì mình là Khánh. Clip này thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người top 9 những cái hiểu nhầm, những cái sai mà mọi người thường hay mắc phải khi mà đầu tư một bộ dàn karaoke hoặc là sử dụng bộ dàn karaoke. Cùng mình tìm hiểu nha. Ok, bởi vì đề tài này khá dài nên mình đã note ra 9 cái phần này ra cái điện thoại để mình có thể theo dõi kỹ hơn ha, chia sẻ cho mọi người kỹ hơn. Đầu tiên, cái top 1 mà mình hay gặp phải nhất đó là cái sai này là mọi người loa gì mọi người cũng lấy ra để mọi người hát karaoke. À, mà trên thực tế là mọi người biết rằng có nghĩa là một cái loa được sản xuất ra thì nhà sản xuất đã áp đặt cho nó một cái chức năng, một cái nhiệm vụ. Ví dụ một cái loa để trình diễn sân khấu thì nó là loa để trình diễn sân khấu. Một cái loa để cho home karaoke thì nó dành cho home karaoke. Một cái loa dành cho home nhưng mà đã để nghe nhạc thì nó là nghe nhạc. Cái loa xem phim thì nó lại xem phim. Chứ mọi người không thể nào mà mọi người lấy một cái loa xem phim mới một cái loa nghe nhạc, thậm chí lấy cả cái loa sao ba để hát karaoke được. Cái đó thứ nhất là sử dụng sai mục đích của nhà sản xuất luôn. Sai mục đích của nhà sản xuất đã. Mình chưa bàn đến nó hay hay không hay. Đầu tiên là mình sử dụng sai mục đích của nhà sản xuất đưa ra thì chắc chắn nó hại loa là cái đầu tiên đã. Thứ nhất là hại loa, không đúng mục đích sử dụng, hại loa. Thứ hai, chắc chắn một điều chắc chắn nó không hay, không thể nào hay mà cái này hơn kia. Đương nhiên mình biết mọi người muốn tiết kiệm chi phí, mọi người tận dụng lại, mọi người muốn sử dụng một cái loa nó cho tất cả, xài được tất cả con cái, thì thế thì mọi người phải, cái này đề tài này mình đã nói rồi, tức là mọi người phải lựa chọn một cái sản phẩm á, nó có multi, nó có nhiều chức năng, nó phải đáp ứng được nhiều chức năng hơn một chút xíu. Chứ không một cái loa, không thể nào mua một cái loa mà như là cái sao ba đi. Mọi người xem là sao ba là chỉ để nghe nhạc, thậm chí nghe nhạc nó chưa hay, không hay nữa. Cái loa sao ba nghe nhạc không có hay. Loa sao ba chỉ để xem tivi và coi phim thôi. Chứ còn đừng nói đến karaoke, karaoke là cực kỳ dở luôn. Vì rất là nhỏ, tiếng rất là nhỏ. Đó, nên là mỗi loa nó sẽ có một tác dụng khác nhau, một nhiệm vụ khác nhau. Nên là không phải loa nào cũng hát karaoke được. Ok, đến vấn đề thứ hai là vấn đề mà Quỳnh cũng hay gặp khách hàng hay hỏi ấy, là hay mua mixer về để hát karaoke cho nó hay hơn và mixer sẽ hát karaoke hay hơn vang số. À, thì cái vấn đề này nó sẽ có đúng một phần nhưng nó chưa đủ. Ví dụ như là mình ví dụ cho nó cụ thể cho người dễ hiểu đi ha. Nếu trong cùng một tầm giá, ví dụ như mình ví dụ tầm giá từ 9 đến 10 triệu thì với một cái mixer 9 đến 10 triệu và một cái vang số 9 đến 10 triệu thì mình nói chắc chắn cái vang số nếu được setup chính xác, setup chuẩn á, setup theo tiêu chuẩn chính xác thì nó hát karaoke chắc chắn là hay hơn mixer. Ok ha, chắc chắn là vang số sẽ hát hay hơn, dễ hát hơn luôn. Mixer chỉ dành với cái tầm đó, mixer chỉ dành cho những người nào hát tốt rồi, giọng khỏe rồi, hát hay rồi, đưa vô nó sẽ hay. Còn nếu giọng yếu, giọng mà hát chỉ để giao lưu, hát cho vui thì hát trên vang số nó là một cái trải nghiệm hoàn toàn khác so với mixer. Dĩ nhiên với một cái mixer chẳng hạn như mixer mà Yamaha DM3 mà bên mình mới có chia sẻ, mới có mang về, mới ra mắt hiện nay á, thì mình không thể so nó với một cái vang số được, bởi vì tầm giá của nó gấp 5 lần cái vang số lận. Một con mixer đó nó đến 46 chỉ sao 47 triệu mà một cái vang số chỉ 9-10 triệu, nó gấp 5 lần thì giá nhau, thì mình không thể so giữa một cái đó với một cái mixer như thế, với tầm tiền như thế, với một cái vang số như thế được cả. Thì chắc chắn là cái mixer đó nó hay hơn cái vang số này nhiều, chắc chắn luôn. Kể cả về karaoke, kể về hát có thật giọng hay không thật giọng, hay là hỗ trợ ca sĩ, hay là hát nặng hát nhẹ gì, thì con mixer đó Yamaha đó hơn hết một cái vang số luôn. Nên là mình khi mình so cái gì, mình so về cùng tầm giá đã. Mixer cùng tầm giá với một cái vang số cùng tầm giá thì chắc chắn vang số hát hay hơn. Ok, cái vấn đề thứ ba mình hay rất là hay gặp phải những khách hàng, đặc biệt là những khách hàng mà muốn nâng cấp bộ dàn á, mọi người hay hỏi mình là có nên nâng cấp vang số hay không, trong khi khách hàng đã xài vang số rồi. Và khách hàng thường hay nghĩ là vang số càng mắc tiền á thì nó sẽ càng hay hơn. Thì cái này mình sẽ ví dụ cho mọi người, cái vang số nó cũng giống như một cái bộ gọi là bộ màu vẽ của một họa sĩ á. Dù cái bộ màu vẽ của họa sĩ đó có mắc tiền, mọi người có mua một cái bộ màu vẽ mắc tiền đến mức như thế nào đi chăng nữa, mà mọi người không biết cách pha màu á thì nó xấu vẫn hoàn xấu, vẫn không đẹp, kiểu gì nó vẫn không đẹp. Tương tự như cái vang số thôi, vang số mọi người có mua mắc tiền đến cỡ nào đi chăng nữa thì thứ nhất nó vẫn chỉ là một cái vang số, nó là một thiết bị tổng hợp, nó là
lấy ra những cái phần trong một cái mixer digital thôi. Nó không phải là một bộ mixer chuẩn của cái digital, nó chỉ lấy một số tính năng thôi, là cái thứ nhất. Thứ hai nữa, vang số mắc tiền đến cỡ nào mà mọi người chỉnh không hay, chỉnh không đúng, tai nghe chưa đúng, không cần delay, không cần EQ, không cần pha, thì bộ dàn mình nó dở, nó vẫn hoàn dở. Cho dù mọi người có mua cái vang mắc tiền đến mức như đến cỡ nào đi chăng nữa, thì cái cốt lõi của cái vang số là setup, không phải là cái giá trị của vang số. Mọi người nghe kỹ nhé. Giá trị của cái vang số là setup, nó hỗ trợ cho mình setup được nhiều thôi. Cái vang càng mắc tiền thì nó hỗ trợ cho mình setup càng được chi tiết thôi. Nhưng mà tóm lại mình vẫn phải là người setup, là nó phải setup cho chuẩn, cho chính xác thì nó mới hay. Rồi vấn đề thứ tư, nó cũng tương tự như vang số đó nhưng mà nó sẽ khác một xíu, đó là micro. Như rất là nhiều khách hàng nghĩ rằng đầu tư một bộ micro càng mắc tiền, càng xịn sò, càng gọi là giá trị cao thì nó sẽ càng hay. Nhưng thực tế thì không phải, mà cái này mình đã cũng chia sẻ rồi cho mọi người rồi. Tức là micro nó là một thiết bị, nhiệm vụ của nó là thu cái giọng của mình một cách chính xác nhất. Thì micro càng mắc tiền càng đắt thì nó càng thu chính xác hơn thôi. Tức là giọng mình nó yếu là nó yếu. Chẳng hạn như những Mixua, Sennheiser này kia rất là mắc tiền, nhưng mà sao không hỗ trợ giọng cho mình, nó sẽ đưa ra cái giọng của mình chính xác nhất. Mà thật ra karaoke thì mọi người sẽ hay muốn là nó nện giọng mình một xíu. Đó là lý do thật ra micro karaoke mình hay đặt ra cái ngưỡng lắm. Cái ngưỡng giá của micro karaoke mình chỉ ở ngưỡng tầm 12 triệu đổ xuống thôi. Không bao giờ bên mình tư vấn cho mọi người micro karaoke nha mà nó trên 12 triệu. Nó sẽ có cái ngưỡng đó. Bởi vì đã trên đó rồi là bắt đầu mọi người phải hát được, bắt đầu mọi người tiệm cận đến mức giá của Shure, Sennheiser, thì bắt đầu là mọi người nó lên một cái level mới, một cái mức mới rồi. Nó không phải là của karaoke nữa mà nó là của hơi biểu diễn một xíu rồi, phải có giọng một xíu rồi, bắt đầu và hát phải khỏe một xíu thì bắt đầu mới hát được. Chứ còn mà đã karaoke hát cho vui, muốn giọng thật là nhẹ nhàng, hát thật là thoải mái thì nó cũng từ mức giá tầm 12 triệu đổ xuống cho một bộ mic thôi là xong. Rồi, đang tiện về nói về micro thì mình nói luôn về đến vấn đề thứ năm, nó cũng liên quan một xíu đến micro, đó là cái micro Shure. Cái này thì bên mình vẫn bán mixer Shure bình thường, mình không phải chê cái gì hết mixer Shure nha mọi người. Mình nói trước chuyện này bởi vì cái này nó hơi nhạy cảm một xíu.